Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đỉnh theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Tursen kêu gọi giáo hội quan tâm đến những nhu cầu mục vụ tinh tế của tín hữu. Đức Hồng Y Peter Tursen đã kêu gọi các mục tử của giáo hội và các cộng tác viên của các ngài chú ý đến các nhu cầu mục vụ tinh tế của cộng đoàn. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Vatican Media được tổ chức hồi đầu tuần này có chủ đề chuẩn bị tương lai thông qua các giáo hội địa phương vào thời điểm của dịch COVID-19, Đức Hồng Y Peter Tursen, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đã nói: ngoài việc phân phát lương thực cho những người dễ bị tổn thương, còn có những vấn đề tinh tế khác liên quan đến COVID-19, như sự kỳ thị. Nó không được nói đến nhiều, nhưng ví dụ ở Nam Phi, nó là một mối quan tâm. Người dân bị đuổi ra khỏi nhà vì họ bị nghi ngờ nhiễm COVID-19, và người ta sợ rằng họ sẽ lây nhiễm cho người khác. Sự kỳ thị cũng là điều mà bộ của chúng tôi đang bàn đến. Đức Hồng Y Tursen nhấn mạnh rằng trong khi tất cả các công việc từ thiện mà giáo hội tham gia là cần thiết, thì đại dịch COVID-19 là một hiện tượng toàn cầu gây nên các hậu quả về xã hội. Ngài nói rằng giáo hội phải tìm ra những cách sáng tạo để phổ biến thông tin chính xác khi đề cập đến các bài phát biểu phân biệt đối xử, thù hận và thực sự kỳ thị. Tiếp đến, nói về nhiều gia đình đã mất người thân và không thể đồng ý về việc từ biệt hay chôn cất người thân theo cách thích hợp, Đức Hồng Y muốn giáo hội cần phải gần gũi những gia đình như thế. Ngài nói, cảm thông với những người mất người thân. Việc an táng trong những ngày này được làm trong hoàn cảnh khủng khiếp. Những người thân không có cơ hội gần người thân yêu ngay cả khi họ qua đời và được an táng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Đức cha Joseph Kisiko của giáo phận Alivan ở Nam Phi đã nói về việc giáo hội chống lại sự kỳ thị liên quan đến COVID-19. Sự kỳ thị không chỉ là vấn đề của Nam Phi. Tại nhiều quốc gia đã có những sự cố về những người khỏi bệnh được nêu tên trên phương tiện truyền thông xã hội, khiến họ bị xã hội xa lánh. Các nhân viên y tế làm việc với bệnh nhân COVID-19 cũng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với người dân Brazil đang chịu thảm trạng đại dịch. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Đức Cha Orlando Brandes, Tổng giám mục Aparecida. Đức Cha Orlando cho biết, trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Cha nói với người dân Brazil rằng Ngài cầu nguyện cho họ và khuyến khích mọi người hãy tin tưởng phó thác nơi Đức Mẹ Aparecida, quan thầy của Brazil. Theo thông tin từ Đức Cha Orlando, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Aparecida, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới và tình cảm của Ngài với người dân Brazil, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn của đại dịch COVID-19. Trong khi trò chuyện, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài đang theo dõi tin tức của đất nước và cầu nguyện cho tất cả người dân Brazil. Đức Cha Orlando cũng bày tỏ, chúng tôi đã nhận được một món quà tuyệt vời trong dịp lễ mình máu Chúa Kitô từ Đức Thánh Cha. Ngài nhờ tôi chuyển lời cầu nguyện đến người dân Brazil và đề nghị tất cả người dân Brazil phó thác nương ẩn nơi Đức Mẹ Aparecida. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Giuseppe Anchieta, tu sĩ dòng tên, được Đức Thánh Cha phong thánh năm 2014 và lễ nhớ vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Trước khi tạm biệt, Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm và vững tin, chúng ta là những người có đức tin. Và Đức Thánh Cha không quên chúc lành cho mọi người và xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Đức Cha Orlando giải thích về hành động này của Đức Thánh Cha rằng, Đức Thánh Cha đã làm cho chúng tôi cảm nhận được con tim Ngài đang ở gần và đập cùng một nhịp với chúng tôi, đồng hành như một người cha. Từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra tại Brazil, đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gọi điện thoại đến đất nước này. Ngày 25 tháng 4, Ngài gọi cho Đức Cha Leonardo Steiner, Tổng giám mục Manaus. Sau đó là ngày 9 tháng 5 cho Đức Hồng Y Odilo Petro, Tổng giám mục São Paulo. Trong cả hai cuộc trò chuyện trên, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới và gần gũi của Ngài với người dân Brazil đang phải gánh chịu thảm trạng của đại dịch. Thánh thể ban sự sống, tín hữu Ba Lan kiệu thánh thể giữa đại dịch. Hôm thứ Năm 11 tháng 6, lễ mình máu Chúa Kitô, các tín hữu Ba Lan đã tham gia các cuộc rước kiệu thánh thể truyền thống trên khắp nước, trong khi các biện pháp ngăn ngừa việc lây lan virus corona được áp dụng nghiêm ngặt. Các tín hữu đeo khẩu trang đi rước trên đường phố để cử hành lễ trọng kính mình máu Chúa Kitô.
Vào sáng sớm, các em gái mới được rước lễ lần đầu tung các cánh hoa hồng trước mặt Nhật Thánh Thể được một linh mục rước đi. Giảng trong một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Poznan, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki lưu ý rằng khẩu hiệu của chương trình mục vụ năm nay của Giáo hội Ba Lan là Thánh Thể ban sự sống. Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói rằng việc không được tham dự thánh lễ vì đại dịch có thể giúp chúng ta nhận ra rằng không có Thánh Thể, chúng ta đang chết, theo nghĩa thiêng liêng. Có lẽ như một kết quả của đại dịch, khẩu hiệu mục vụ năm nay của chúng ta sẽ không còn là một khẩu hiệu đạo đức, nhưng sẽ trở thành một nhiệm vụ mà trái tim chúng ta sẽ xác định. Ba Lan có gần 38 triệu dân, trong đó có 93% là người Công giáo. Cho đến ngày 11 tháng 6, nước này ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm virus corona và hơn 1.200 người chết vì virus. Ngày 9 tháng 6, Đức cha Gadecki đã kêu gọi tuân theo các biện pháp an toàn sức khỏe khi tham gia các cuộc rước kiệu thánh thể. Ngài kêu gọi mang khẩu trang, che miệng và mũi và giữ khoảng cách 1 mét với nhau. Ngài nói, chúng ta hãy cố gắng để cử hành các mầu nhiệm đức tin của chúng ta cách xứng đáng và an toàn trong tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và với người khác. Tín hữu Công giáo Hoa Kỳ được kêu gọi nhớ đến các linh mục vào ngày của cha. Những câu chuyện về sự sáng tạo, hy sinh và phục vụ với lòng thương xót của các linh mục trong thời gian đại dịch virus corona đã truyền cảm hứng cho một sáng kiến của Học viện Đào tạo Linh mục ở Omaha để nhìn nhận và tôn vinh những người cha thiêng liêng này vào ngày của cha được cử hành vào ngày 21 tháng 6 năm nay. Trong bản tin ngày 8 tháng 6, Học viện nói rằng các linh mục này nằm trong số những người làm việc ở tuyến đầu, đặc biệt là trong đại dịch và sự bất ổn xã hội, tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi khi chúng tôi chứng kiến những hành động vị tha của họ. Học viện đang kêu gọi tất cả mọi người nhớ đến những người cha thiêng liêng của họ bằng cách gửi những lời chúc mừng trong ngày của cha qua những tấm thiệp, các email, tin nhắn hoặc một cuộc gọi điện thoại như cách bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những gì các ngài đã và tiếp tục làm, đặc biệt là để nhắc nhở chúng ta về ân sủng dồi dào của Chúa khi chúng ta đang đối diện với những thời điểm thử thách này. Bà Mary Vital, giám đốc học viện nói, chúng ta có rất nhiều lý do để nói lời cảm ơn. Đại dịch và bất ổn xã hội chắc chắn đã nhấn mạnh nhu cầu của chúng ta có các linh mục hạnh phúc, khỏe mạnh và thánh thiện. Các linh mục của chúng ta thuộc số rất nhiều người hoạt động trên tuyến đầu một cách vô vị lợi. Chúng ta nghĩ rằng, ngày của cha mang đến cơ hội hoàn hảo để mọi người bày tỏ sự cảm kích của họ. Trong nhiều tuần qua, học viện đã nghe kể nhiều câu chuyện về việc các cựu sinh viên của mình, những người đã tìm ra những cách sáng tạo để giải tội trong các bãi đậu xe trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Các linh mục đã truyền chiếu trực tiếp các thánh lễ, an ủi những gia đình tang tóc khi các tang lễ chỉ giới hạn 10 người tham dự. Các linh mục cũng hỗ trợ những người gặp khó khăn về kinh tế do phong tỏa và đi sức dầu bệnh nhân và sau đó phải tự cách ly để tránh nguy hiểm cho những người khác. Bà Mary cũng hy vọng nhiều người sẽ nhớ đến các linh mục và nói cho các ngài biết các ngài đã tạo nên sự khác biệt và công việc của các ngài được đánh giá rất cao. Học viện đào tạo các linh mục được thành lập cách đây 25 năm đã đào tạo hơn 3.000 chồng sinh và hơn 1.000 linh mục từ 165 giáo phận Hoa Kỳ và 55 giáo phận quốc tế. Các giám mục Anh đề nghị chính phủ sửa đổi dự thảo luật nhập cư. Trong một tuyên bố chung gửi đến Westminster, các giám mục Scotland, Anh và xứ Wales đã đề nghị chính phủ Anh xem xét một số sửa đổi trong dự thảo luật nhập cư hiện đang được Quốc hội xem xét. Theo các giám mục, nếu luật này có hiệu lực, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cơ hội cho người nhập cư, cơ hội xây dựng cuộc sống tại đất nước này, cơ hội đóng góp cho xã hội. Trong bản tuyên bố, trước hết, các giám mục yêu cầu chính phủ đưa ra giới hạn thời gian giam giữ vì lý do nhập cư. Thực tế, Vương quốc Anh vẫn là quốc gia châu Âu duy nhất không có giới hạn này. Điều này dẫn đến hậu quả đau thương đối với phúc lợi của những người dễ bị tổn thương và gây tác động nghiêm trọng đến sự phân ly của các gia đình. Các giám mục đề nghị xóa bỏ các rào cản tài chính làm cho các gia đình bị chia rẽ. Ngưỡng thu nhập tối thiểu đối với các gia đình không công bằng làm cho rất nhiều gia đình, cha mẹ, con cái phải phân ly. Tiếp theo, các giám mục yêu cầu bãi bỏ việc quy định tội phạm đối với lao động không đăng ký. Theo các ngài, khi biết công việc của mình là công việc không hợp pháp và nếu bị phát hiện sẽ bị lãnh hậu quả pháp lý, người lao động sẽ sợ hãi và lẩn tránh. Và nếu trong quá trình lao động họ bị lạm dụng, họ cũng không dám trình với cảnh sát. Cuối cùng, các giám mục gửi đến chính phủ lời kêu gọi sửa đổi hệ thống thị thực đối với giáo sĩ. Các vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh rằng, trước đây, hầu hết các giáo phận Công giáo đã sử dụng một thị thực cho hoạt động tôn giáo bậc 5 cho các linh mục.
Nhưng từ khi bậc 2 được đưa vào áp dụng năm 2019, chi phí làm thị thực đã tăng gấp đôi. Hơn thế nữa, trong một số trường hợp gây khó khăn và không ổn định cho các linh mục trong khi thi hành hoạt động ở các giáo xứ. Ngoài ra, các buổi hội thảo đào tạo bằng tiếng Anh không được Bộ Nội vụ công nhận do những yêu cầu liên quan đến chứng chỉ tiếng Anh của các linh mục. Theo quy định của Bộ Nội vụ, để có thể tổ chức các khóa học thì các tham dự viên phải có trình độ tiếng Anh nhất định, phải qua đợt kiểm tra và những chi phí khác. Đức cha William Nolan và Đức cha Paul McAleenan chịu trách nhiệm về vấn đề người di cư và người tị nạn của Hội đồng Giám mục Scotland, Anh và xứ Wales viết: "Chúng tôi rất mong chính phủ chấp nhận các sửa đổi đối với các vấn đề quan trọng này. Chúng tôi hy vọng các nghị sĩ của tất cả các đảng nhân dịp này đóng góp giúp tạo ra một hệ thống nhập cư công bằng và nhân văn hơn." Giáo hội Nhật Bản cử hành 400 năm truyền chức linh mục của chân phước tứ đạo Pedro Kibe. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng biết ơn Thiên Chúa về tinh thần mạnh mẽ và ân sủng vì hồng ân linh mục của chân phước Pedro Kibe. Và chúng ta cùng cầu nguyện với 187 vị tử đạo để tiến trình phong thánh cho các đấng được tiến triển nhanh nhất có thể. Trên đây là lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Nhật Bản loan báo kỷ niệm 400 năm truyền chức linh mục cho chân phước Pedro Kibe tại Roma ở đền thờ Thánh Gioan Laterano ngày 15 tháng 11 năm 1620. Pedro Kibe sinh khoảng năm 1587 trong một gia đình Kitô giáo. Từ thời niên thiếu, Pedro cảm nhận mình được Thiên Chúa kêu gọi trở thành linh mục và đã vào chủng viện. Từ khi còn nhỏ, Pedro Kibe tham gia dạy giáo lý và cùng với một nhóm giáo lý viên người Nhật đồng hành với các tu sĩ dòng tên đến Macao và bị trục xuất năm 1614. Không lâu sau, Pedro đến Roma học thần học, được tự phong linh mục và gia nhập dòng tên. Tân linh mục sẵn sàng trải qua các giai đoạn huấn luyện như một tập sinh. Tân linh mục tiếp tục hoàn thành thời gian tập viện ở Bồ Đào Nha, tuyên khấn và trở về Nhật Bản. Từ khi trở về năm 1630, đầu tiên cha Pedro đến Nagasaki, hoạt động như một thành viên của giáo hội hầm trú đến năm 1633. Sau đó, cha đến các khu vực phía Bắc như là Osu và Dewa. Năm 1638, cha bị bắt cùng với một số giáo lý viên và được đưa đến Edo, nay là Tokyo. Cũng tại Tokyo, vào tháng 7 năm 1639, cùng với hai giáo lý viên, cha đã được chúc phúc tử đạo với hình thức bị treo ngược trong một cái hố và bị đốt cháy từ từ. Cha luôn khuyên hai giáo lý viên kiên vững trong đức tin cho đến chết. Lễ kỷ niệm 400 năm ngày truyền chức linh mục của chân phước Nhật Bản là một phần trong chuỗi các hoạt động và sự kiện do giáo hội Nhật Bản thực hiện hướng đến việc phong thánh cho các vị. 188 vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1603 đến 1639, đứng đầu là cha Pedro Kibe, đã được phong chân phước tại Nagasaki vào năm 2008 dưới triều của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Vào tháng 10 năm 2019, Ủy ban Công giáo thúc đẩy tiến trình phong thánh do Đức cha Naoki Otsuka chủ sự khai mạc cuộc gặp gỡ của các giáo xứ liên quan đến 188 vị tử đạo như một phần của việc cử hành 400 năm tử đạo ở Kyoto. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa. Suy niệm lễ mình máu Thánh Chúa. Linh mục Hưng Phạm, dòng tên. Yêu chậm lại một chút để thấy ta cần nhau hơn. Câu hát trong tác phẩm Đừng Như Thói Quen của Yiki và Ngọc Duyên như một thông điệp đã thu hút hàng triệu con tim trên kênh YouTube. Sống như thói quen, nhịp sống mỗi ngày của chúng ta trở nên quá vội vã, quá đầy, đến nỗi không còn thời gian, không còn chỗ trống nào để thư giãn, để có những không gian riêng. Trong những ngày bận rộn, chúng ta hay chôn mình vào công việc để thời gian trôi đi quá nhanh, mà thiếu để ý đến những người mình yêu quý nhất. Chỉ cần một khoảng trống, chỉ cần dành một phút để hỏi em, hỏi anh về ngày hôm nay. Câu hát của hai ca sĩ trẻ như một lời năn nỉ, đánh thức và hâm nóng lại những tâm hồn, những con tim đang sống như quá tải, đang dần héo khô trong những sinh hoạt máy móc, trong những ứng xử nguội lạnh thiếu tình người. Chậm lại một chút, cho nhau một không gian trống để thấy, để hiểu và để yêu hơn. Những khoảng không gian trống, thời gian chậm lại, phải chăng là một trong những món quà mà không ai ngờ và cũng chẳng ai muốn trong suốt mấy tháng vừa qua? Phải công nhận rằng, cơn đại dịch COVID-19 đã và đang làm xáo trộn mọi nếp sống cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của mọi người trên khắp thế giới. Thay vì mỗi ngày đến trường, các em học sinh, sinh viên
một mình khép mình vào trong căn phòng riêng, thu mình vào Zoom hay Teams để được thụ huấn hay tiếp nhận sự dạy dỗ. Thay vì hàng ngày lái xe đến chỗ làm, chúng ta phải cách ly với bạn bè, hàng xóm và cộng đoàn, tách biệt với những sinh hoạt bên ngoài. Thay vì đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, chúng ta lại tụ họp cầu nguyện và bẻ bánh với nhau, cảm nhận mình và máu Thánh Chúa một cách thiêng liêng trong những thánh lễ trực tuyến. Người người đều cảm nhận mùa xuân 2020 âm thầm qua khung cửa sổ. Tuy nhiên, cũng chính những xáo trộn ấy lại ép, lại lôi kéo, hay cũng có thể nói, mời gọi chúng ta thoát ra khỏi những thói quen, giúp chúng ta suy tư, kiểm chứng và nhìn lại những giá trị đời sống đức tin, cũng như cách hành xử của những người mang danh Kitô hữu. Hôm nay, Chúa Nhật lễ mình và máu Thánh Chúa, cũng trong không gian của thánh lễ này, chúng ta dành ra một khoảng trống để thêm một chút thời gian để suy niệm những bài kinh thánh, để nhìn ra nhiệm thể Chúa Kitô hôm nay một cách rõ ràng hơn, và cũng để thấy ta cần và yêu mến nhau không như một thói quen. Hơn lúc nào hết, có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cảm nhận được một cách gần gũi hơn những dòng chữ của Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Corinto. Chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể. Như thói quen, điều đầu tiên cả thế giới đổ dồn sức vào là đi tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc của COVID-19, cũng như cách thức mà con virus này lây nhiễm. Nhưng tiếc thay, một số người lại lợi dụng những thông tin đó để đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm và lên án lẫn nhau trên diễn đàn thế giới. Dừng lại một chút, kiểm chứng lại nguyên nhân của nạn đại dịch COVID-19 này, chúng ta mới nhận ra mình thật cần nhau. Như một đốm lửa gây nên cháy rừng, nghĩ cho cùng nạn đại dịch COVID-19 này đang làm cả thế giới đảo điên cũng là hậu quả của những hành động thiếu trách nhiệm của một vài cá nhân, có lẽ đã coi thường vai trò trách nhiệm của mình. Một món ăn thôi, một món nhậu mà có ăn nhầm gì hay có hại gì tới ai chứ? Thật là những suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng. Kinh nghiệm trước mắt, một người hồ đồ, cả thế giới điêu đứng. Vì thật ra, chúng ta tuy nhiều nhưng đều thuộc về cùng một thân thể. Nếu nghĩ được như vậy và nhận ra được hậu quả trước mắt như thế, thì xin đừng như thói quen. Hãy kiểm chứng lại lối sống, hành động thiếu suy nghĩ của mình. Từ chuyện tưởng chừng như rất nhỏ, như xả rác không đúng nơi quy định, xài đồ phung phí không biết tái chế, tới những trách nhiệm xã hội lớn hơn như đăng tải bài bừa bãi trên mạng xã hội, tham nhũng hay trốn thuế, vân vân. Tuy là những chi thể rất nhỏ, nhưng hết mọi người chúng ta đều thuộc về cùng một thân thể và rất gần nhau. Vì thế hãy ý thức rằng những việc chúng ta đang làm, cho dù nhỏ đến đâu, cũng đều ảnh hưởng lẫn nhau. Đối diện với những ràng buộc và giới hạn vì ảnh hưởng vì COVID-19, chúng ta không được tới nhà thờ để tham dự thánh lễ, thông dự phần mình và mồ nhiệm ngôi hai cứu chuộc một cách trực tiếp. Có lẽ điều chúng ta nhớ nhất chính là cái không gian sống động khi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Đức Kitô qua lời truyền phép của vị chủ tế. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta khao khát được rước mình và máu thánh Chúa vào tâm hồn để trở nên một với người. Tuy nhiên, khi chẳng được rước thật mình và máu thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Phải chăng trong không gian không như thói quen của thánh lễ trực tuyến, chúng ta dừng lại một chút để nhìn ra rõ hơn sự tinh tế siêu việt của mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa ngự và ở cùng mỗi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào? Phải chăng lúc trước, như thói quen, chúng ta rời nhà để đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ? Còn bây giờ, qua thánh lễ trực tuyến, nhà thờ được hiện diện ngay ở giữa phòng khách, phòng ăn của mỗi gia đình. Và như thế, trong cái không gian không như thói quen hôm nay, nghi thức sám hối đầu lễ và nghi thức chúc bình an cho nhau trước khi rước lễ không còn là những câu kinh thông thường hay cái bắt tay hời hợt với những người chúng ta mới gặp, mà là cử chỉ chân tình với chính những người thân yêu đang đứng hay ngồi bên cạnh chúng ta. Phải chăng lúc trước, như một thói quen, khi đi rước mình và mẫu thánh Chúa, dù ít hay nhiều, dù muốn hay không, chúng ta cũng hay bị chia trí. Và tệ hơn nữa là phân biệt, dèm pha rồi xét đoán người được rước lễ và người không được rước lễ, người lên rước lễ và người không lên rước lễ. Còn giờ đây, rước lễ thiêng liêng trong thánh lễ, không như thói quen, cho chúng ta thấy nỗi khao khát như nước hòa chung với rượu của tất cả mọi người đang tham dự, mong mỏi cùng được thông phần vào bản tính của đấng đã làm người như chúng ta. Phải chăng lúc trước, như một thói quen, chúng ta hướng lòng tập trung vào những nghi thức diễn ra trên bàn thờ? Trong thánh lễ trực tuyến,
không như thói quen, chúng ta thật sự phải để ý kỹ càng hơn người chúng ta muốn thấy, tiếng chúng ta muốn nghe. Và vẫn còn những anh chị em ẩn mình sau những khung hình hay sau một cái bấm nút không hiển thị trên bàn phím. Dừng lại một chút qua những vắng mặt của những người anh chị em này, chúng ta thấu cảm được nhiệm thể Đức Kitô ngày hôm nay vẫn còn mang trên mình những vết thương cần được chữa lành và cảm thông. Trong hoàn cảnh Covid hiện tại, trong cái không gian và thời gian hoàn toàn mới lạ không như thói quen, câu hát mở đầu xin được đổi thành câu cầu nguyện, mời gọi mọi người sống yêu mến chân thành hơn. Lạy Chúa, xin giúp con tham dự thánh lễ dù trực tiếp hay trực tuyến, chậm lại một chút, thêm một khoảng trống, thêm một phút nữa để chiêm ngắm mình và mẫu thánh Chúa đang ngự trong lòng con cách trực tiếp hay cách thiêng liêng. Và như thế, con có thể nhìn rõ nhiệm thể Đức Kitô nơi tất cả những người anh chị em con, để con biết con cần Chúa, cần nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Sir Elizabeth Gattini, người đồng hành giúp bệnh nhân nhiễm virus HIV ở Jamaica vượt qua sự kỳ thị. Sir Elizabeth Gattini, 36 tuổi, người Kenya, thuộc dòng các nữ tu Đức Mẹ Lên Trời của Nairobi, đang phục vụ tại Jamaica. Gần một năm nay, Sir Elizabeth đã nhận thấy sự thay đổi to lớn trong cuộc sống của các bệnh nhân SIDA thuộc một nhóm hỗ trợ do Sir điều hợp trong giáo phận Mandarin ở quốc đảo Jamaica vùng Caribe. Tại dự án về HIV-SIDA của dòng nữ tu Đức Mẹ Lên Trời của Nairobi, dự án duy nhất thuộc loại này trong giáo phận, các bệnh nhân có những bối cảnh cuộc đời khác nhau, nhưng điểm chung là cuộc sống của họ đã trở nên vô cùng tồi tệ khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus ở một quốc gia mà người nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị dưới mọi hình thức. Sir Elizabeth chia sẻ, ở đây, tôi nhìn thấy loại kỳ thị chỉ được biết vào những năm 1990. Những người bị bệnh bị gia đình họ đuổi đi và chết đơn độc trong cô quạnh. Cuộc sống của người dân hoàn toàn thay đổi khi họ biết mình bị nhiễm virus. Các bệnh nhân nhiễm HIV không bao giờ muốn xuất hiện công khai. Đây là một thử thách khi yêu cầu họ chụp hình theo yêu cầu của những người tài trợ. Dự án của nhà dòng cũng giúp cho các bệnh nhân nhiễm HIV ở Naivasha, một tỉnh thuộc giáo phận Nakuru, cách thủ đô Nairobi của Kenya 100 cây số. Tại Naivasha, hàng trăm gia đình đã thay đổi cuộc sống nhờ dự án của các nữ tu. Họ đã nói về các nữ tu, những người mang lại cho họ hy vọng để sống sau khi gia đình ruồng bỏ họ khi họ nhiễm virus cách đây 2 thập niên. Sir Florence Muya, người giám sát các hoạt động của cơ sở, lưu ý rằng nhận thức cộng đồng về người nhiễm HIV đã được cải thiện. So với những năm 90 khi còn thiếu sự hiểu biết về HIV và sự kỳ thị còn rất nhiều, tôi phải thú nhận rằng bây giờ chúng ta đang ở một nơi tốt hơn, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Sir Florence kể về những ngày đen tối ở Kenya khi những người bị nhiễm HIV đối mặt với sự kỳ thị dữ dội nhất. Trước khi Tổng thống tuyên bố HIV là một thảm họa quốc gia, khoảng năm 1999, người dân thiếu hiểu biết về tình trạng này. Có rất nhiều sự từ chối đối với những người bị nhiễm bệnh và họ phải đối mặt với sự từ chối từ những người gần gũi với họ. Người ta gọi những người nhiễm HIV và bị SIDA bằng nhiều tên như thú vật, quái vật. Họ nghĩ rằng căn bệnh này dễ lây lan và vì vậy họ nhốt những người nhiễm virus ở trong những ngôi nhà nhỏ và để họ chết ở đó. Sơ cho biết rằng thách thức duy nhất mà đất nước phải đối mặt hiện nay là ngăn chặn sự lây nhiễm mới. Sơ cũng cho biết những người bị nhiễm bị cách ly ngay cả khi chết. Khi những người nhiễm HIV chết, họ được chôn trong túi polythene. Mọi người lo sợ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với các xác chết. Qua dự án của Sir Elizabeth, các nữ tu không đối xử phân biệt với những người bị nhiễm virus và dần dần đã được các bệnh nhân tin tưởng. Theo thời gian, các bệnh nhân đã đến để tìm hiểu về chương trình do Giáo hội Công giáo điều hành và cách chúng tôi đề cao sự khác biệt. Họ biết rằng họ có thể tìm thấy sự đón nhận ở đây. Sir Elizabeth đã tham gia chương trình vào tháng 9 năm 2019 sau khi thực hiện các dự án công tác xã hội khác nhau.
Tại Mandeville, các nữ tu dòng Đức Mẹ Lên Trời làm việc với 150 bệnh nhân HIV, còn được gọi là khách hàng, để cung cấp chương trình giáo dục toàn diện về HIV/AIDS cho các bệnh nhân vẫn xem HIV là một điều rất lớn trong cuộc sống của họ. Các bệnh nhân tham dự các cuộc họp nhóm hỗ trợ hàng tháng, nơi họ chia sẻ kinh nghiệm của họ, với sự có mặt chỉ của những người hiểu được cuộc đấu tranh hàng ngày của họ. Sau đó, họ chia sẻ một bữa ăn và chia tay vào cuối cuộc họp với đủ thực phẩm cho họ trong nhiều tuần cho đến cuộc họp tiếp theo của họ. Những người bị đuổi khỏi nhà vì nhiễm HIV được tái định cư trong những ngôi nhà mới, được xây dựng thông qua chương trình do Sir Elizabeth phối hợp với Sir Ellen Kisolo, một y tá phụ trách phòng khám nơi khách hàng đến điều trị. Dự án cũng điều hành các dự án tạo thu nhập nhỏ bao gồm nuôi dê và gia cầm, và cũng cho vay đối với những người quan tâm đến kinh doanh. Cho đến nay, dự án đã giúp 100 người bắt đầu chăn nuôi gia cầm, trong khi 20 người đã được ghi danh cho dự án nuôi dê. Khoảng 10 người đã được tăng cường tài chính để bắt đầu các doanh nghiệp nhỏ. Khi đại dịch virus corona bùng phát, Sir Elizabeth thăm viếng các gia đình để phân phát thực phẩm cho các bệnh nhân, khi họ không còn tham dự các buổi họp định kỳ do lệnh cấm tập họp của chính quyền. Sir di chuyển rất nhiều nhưng vẫn chưa thăm được một nửa các gia đình. Di chuyển xa không phải là thách đố duy nhất. Sir chia sẻ, ở vùng này của đất nước tình hình rất bất an và nó có thể do việc sử dụng ma túy. Hồi đầu năm, một số người đã lấy trộm xe của chúng tôi và tôi phải ở nhà 2 tháng, không thực hiện bất cứ hoạt động tiếp cận nào. Tôi chỉ tiếp tục công việc sau khi chúng tôi mua một chiếc xe khác vì bệnh nhân của tôi đến từ rất xa. Là người duy nhất phụ trách chương trình trong toàn giáo phận nên Sir Elizabeth luôn phải di chuyển bất chấp những thử thách. Sir nói, có những lúc tôi thực sự cảm thấy công việc ngập đến cổ và sau đó tôi nhớ rằng nhiều người chờ đợi tôi khi thức dậy mỗi ngày và nhắc nhở họ rằng cuộc sống của họ có vấn đề và theo kinh nghiệm làm nhân viên xã hội, tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.